Hello, chào tất cả các bạn trẻ năng động của chú đã đến với kênh của Linh Kỳ Store. Thì hôm nay mình sẽ phân tích cũng như là đánh giá những mẫu loa karaoke mini để cho anh em có cái nhìn rõ hơn cũng như là dễ dàng lựa chọn hơn đúng với mẫu loa mà mình đang tìm kiếm nha. Và tránh các trường hợp như thế này. Và anh em không muốn như thế đúng không? Thì anh em hãy xem hết cái video này nha. Và đầu tiên mình sẽ giới thiệu cũng như là đánh giá dòng loa rẻ nhất hiện nay, đó chính là dòng IS-103 và IS-104. Hai dòng loa này với giá sắp xỉ khoảng gần 500k, với thiết kế nhỏ gọn nè, nhiều màu sắc, cute foam eyewear kèm theo một micro nè. Với thiết kế như thế này á, thì khá là phù hợp đối với những bạn trẻ xì tinh năng động, yêu thích thiết kế nè, đi co góc học tập, làm việc, có thể mang đi du lịch, cắm trại, picnic dễ dàng vì thiết kế của nó rất là nhỏ gọn. Bên cạnh đó, mình có thể nghe nhạc và hát karaoke tùy thích chỉ với một thao tác là kết nối Bluetooth thôi nha. Nhưng mình không đánh giá cao về âm thanh của hai chiếc loa này nha. Nếu như mà mình đem ra ngoài chơi, mình mở với công suất maximum luôn thì âm thanh của nó sẽ có tình trạng là bị ồ. Micro á, nó thì sẽ bị rè một xíu và có một xíu delay nhẹ nha. Nên loa này nó chỉ phù hợp cho anh em vui chơi, hát ca ở trong không gian nhỏ cũng như là trong phòng kín á, với công suất mình mở khoảng tầm 80% đổ lại đó thì âm thanh của nó sẽ nghe ok hơn nha. Và tiếp theo là dòng loa Casio M101. Dòng loa này được thiết kế 3 bảng màu và có LED chạy xung quanh loa bay nha. Đó, loa này có thể đổi màu LED được. Và chắc hẳn anh em đang bồ kết mẫu loa này lắm đúng không? Tôi biết mà. Và bên cạnh đó, loa được kèm 2 mic không dây nè, tha hồ mà hát, không phải tranh giành lẫn nhau và tránh phải tình trạng tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Và có một điểm trừ ở chiếc loa này đó chính là phần micro nha. Micro của chiếc loa M101 này nó sẽ có một phần một chút xíu delay nhẹ nha, nhưng mà không đáng kể đâu. Nhưng mà đâu cứ phải yêu là có thể thật tha trao đi tất cả những cảm xúc mà chẳng cần nghĩ đến ngày sau này. Lỡ không được yêu người thì lúc em cần anh liệu anh có thể không? Chỉ là do thế giới trong anh còn nhiều ngày sáng đây coi làm sao có thể xứng với em. Và cuối cùng dòng loa mà mình muốn nhắc đến đó chính là dòng loa cassette SD309. Với thiết kế cái loa giống như là một cái cassette hồi xưa vậy đó. Thiết kế đơn giản, cổ điển, đi kèm với nó cũng là hai micro không dây luôn. Và đặc biệt dòng loa này mình có thể sạc trực tiếp giữa loa và micro luôn nha. Sạc song song, vì bên trong cái loa nó sẽ có cái chân sạc micro luôn. Cắm vào, cắm sạc vào là nó sẽ sạc vừa loa vừa micro luôn, khá là hay. Tuy ngoại hình của chiếc loa này nó không được bắt mắt và đẹp như hai chiếc loa trước, nhưng bù lại âm thanh của nó khá là hay nha. Âm thanh nhạc cũng như là micro của nó nè, trầm ấm và sẽ không bị ồ khi mà mình mở lớn cũng như là rè khi mà mình hát luôn nha. Tuy nhan sắc của em nó không có, nhưng bù lại tâm hồn của em nó to và tròn. Bậy nha, cái gì to cái gì tròn vậy? Âm thanh to, micro tròn vành rõ chữ, được chưa? Và vừa rồi mình cũng đã đánh giá xong 3 mẫu loa karaoke đang được quan tâm trên thị trường hiện nay. Mỗi dòng loa nó sẽ có một thế mạnh cũng như là đặc điểm riêng biệt. Nên anh em cảm thấy mà dòng loa nào đang hợp với nhu cầu mà mình đang tìm kiếm thì anh em hãy chốt lẹ ngay cho mình nha.
Và anh em muốn tư vấn kỹ hơn về dòng sản phẩm mà mình đang xem á, thì anh em có thể liên hệ qua số hotline hoặc là mình comment ở phía dưới á. Bên mình sẽ hỗ trợ nhiệt tình cũng như là tư vấn kỹ cho anh em luôn. Và mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.